công ty nào mà giàu thế bao cả cái tòa nhà này. À, trước giờ khởi hành, xe đã đến trong khi vẫn đang mải mê làm màu. Xuống nhanh em, em ơi. Không lịch là cái thời điểm để xả hơi làm màu. Đây, đông quá. Trời ơi. Anh biết là con này nó có đổ nhớt thôi. Quảng cáo gì? Thì là đi quay thôi. Hai hai năm rồi chúng tôi mới có một lần đi chơi cùng nhau. Chào nhé các em ơi. Hello. Hello. À, từ từ, bên rượu bia Hồng Anh cái như thế nào? Bên anh xanh tân. Bye bye. Cầm đầy bên rượu anh về nhà. Không nên thử. Hôm nay chúng tôi sẽ chơi tới bến với 10 lít rượu. Hải chiều, ói. Ở là em ói. Bia bỏ cái thứ đống này không phải quảng cáo đâu nha các bạn nhá. Hello. Đây đây. Quà của em rồi. Đây mình mặc áo của anh chứ sao mình mặc áo này. Thì anh em đưa cho em đâu. Ôi trời ơi. Mày uống được khoảng mấy chén à tiếng? Nước hoa cả tiếng là cốc anh. Anh chén. Em là tiên tiểu mày. Được, hôm nay không say không về nhá. Đi ơi, đi thôi cả nhà ơi. Ôi đồng quá. Ôi màu mới đấy em ơi. Thật màu mới. Này, đây là màu phiên bản giới hạn, chỉ có Sam Phan đích thực mới được dùng thôi. Chúng mình đổi. Bởi vì anh đang dùng Galaxy S22 Ultra phiên bản màu đỏ trái vải. Phiên bản màu hoàn toàn mới các em ơi. Em thấy đang là trên năm nay đấy. Thì cái này đang được bán độc quyền trên Samsung Com. Ngoài ra còn hai màu nữa. Nhưng mà anh ạ, Sam Phan đích thực nên là được sử dụng sớm. Bạn nào quan tâm mình lên đấy mua nhé. Hiện tại Samsung đang có chương trình pre-order và special launch kéo dài tới hết ngày 27 tháng 7 năm 2022 với các ưu đãi bao gồm giảm trực tiếp 4 triệu đồng, tích lũy 1 triệu đồng vào Samsung Reward, hỗ trợ trả góp 0% và áp dụng chương trình thu cũ đổi mới tiết kiệm đến hơn 14 triệu đồng khi lên đời. Đặc biệt, khi mua hàng các bạn nhớ nhập thêm mã SamColor để được giảm 2 triệu đồng nữa nhé. Thôi bây giờ chúng mình đi thôi. Lên quá. Vào kìa các em kìa, người ta đang tuyết còi đấy. Đấy, suốt mải mê quay video đấy. Anh thì tắt thì anh đang làm gì nhá. Nhưng mà anh không cản trở giao thông nhá. Rồi, lên xe, lên xe. Ơ, Cường ơi, bánh mì của anh đâu, Cường ơi. Cường ơi, bánh mì của anh đâu. Xe. Thế à, anh đói lắm rồi. Anh ơi, anh của người rất đoàn. Sao anh phải có một chiếc áo hợp với chiếc điện thoại này đấy nhá. À, đây là hơn một sự cố tình nữa mà. Bởi vì anh là một Sam Phan đích thực phải sử dụng điện thoại và trang phục đồng màu em à. Thật sự là hôm nay em thấy không ai ở trong cái đoàn này cầm chiếc điện thoại này hợp như anh. Đúng rồi mi. Sao hôm nay ta thấy mấy đứa xanh xanh này là đồng phục của team gì đấy? Team thấy Linh Si mặc đẹp nên là đòi mua. Hóa ra đây là team đú đỏ. Ôi rồi đây. Cầm sao ba đi. Để quẩy. Ôi giời ơi. Mình cùng lên xe buýt. Ôi trời ơi, đồng ghê. Ôi mẹ cũng sạc cái quá. Chiều. Ôi rồi rồi. Ôi rồi. Đồng quá. Biết vì sao không? Biết vì sao không? Đây đó, cắt. Ô, hạt xe xe rồi kìa. Đây là cái giây phút rất là thiêng liêng và rất là quý hiếm, bởi vì là hạt không có gì cả. Dây phút hiếm hoi thì cái mồm nó không mở ra. Trời ơi, nhảy bao giờ mới tới được đây. Có vẻ hay quá. Chưa gì báo hiệu chuyến đi bao táp. Trong lúc tắc đường, chúng ta sẽ làm vài bài karaoke. Mở cho anh bài Đồi Thông Hai Mộ ấy à, để anh hát cho người yêu cũ. Toàn mình yên vị rồi. Toàn mình khi mình yên vị rồi thì có lẽ là chúng ta ngay bây giờ hãy cùng nhau bắt đầu những tiết mục văn nghệ vô cùng sôi động từ chuyến đi Hạ Long này được không ạ? Không thấy. 2, 3, Hạ Long. Bốn say hạ, ba ai say hạ, ba say long, 2, 3, Hạ Long, Hạ Long, Hạ Long. Anh em ơi.
nhỉ? Đủ hết chưa? Không biết câu trả lời hay không? Nụ cười làm em bỗng vừa nghĩ suy thôi. Trời đèn đã không được. Còn cho em thân chân nha chị. Vì em đã gặp anh. Bà dư bức tường cao phủ kín thép gai là nơi giam giữ những tội phạm. Hồn giam cùng sắt chân sông vào đây mới thấy ngày dài lắm. Đi được nhau hãy để cho tôi nói với em lời chào. Hôm nay ông trai tim ta chung nỗi nhớ đông này, hẹn gặp lại anh ngày tháng. A few hours later. Sau chuyến đi vào tối chúng tôi đã được ăn. Tôi không biết hôm nay cho Cường cho ăn như gì ấy. Hôm nay ăn gì em? Mọi người đang bước vào nhà hàng. Đông quá. Đông nhân viên quá, đuổi bớt thôi. Mời mọi người vào dùng bữa. Xin chào các bạn, đây là Johnny Tang. Hôm nay mình đã gặp cái khoa bất đây. Dạ, mình mới đi kéo dài chân. Wow, cứ biển nha mọi người. Wow, ôi, wow, ôi, sao có một vài cầu hôn à? Đây là cung nhạc. Chồng mấy đi. Ôi chồng. Anh Phi Thẩm ơi, nhìn thấy cái gì đây? À. Em hồng quần Perry đôi thì anh Phi Thẩm cơ. Lần trước, ôi trời ơi, Eternal bây giờ đông quá. Ôi mẹ ơi, đông quá. Anh ơi, thực ra có một điều. Đây không phải là anh quay. Ôi trời ơi, đông quá. Hello Hoài. Hello Hoài. Đến với nhà hàng Talaga với một ưu điểm cực kỳ là đẹp. Vì hôm nay chúng ta sẽ có những món gì ạ? Ngày 16 tháng 7 nhà hàng Tây Phong Phong Sang rất sâu. Rất đẹp, trang trí rất đẹp nha. Ok. Đậu hũ của Talaga chắc là đậu hũ này nhà hàng tự trồng. Ừ. Bớt lúc lắc nhưng mà biết đâu. À, được. Một người ăn rất là vụt phải. Anh ăn thử đi anh. Úi dồi ôi, miếng to chưa này. Thử đi anh. Mình ăn chưa? Này, ngon, chắc nhất được không? Đi du lịch vẫn vất vả quá. 1, 2, 3. Cuối cùng cũng đã tới. Anh ngủ no chưa anh? À, anh mới chập mắt được một tí. À, ôi rồi, căn này to phết đấy. Nhìn thế thôi nhưng mà ôi, tê hết cái chân. Anh Huy mệt quá nên là nhờ mình quay mọi người ạ. Đây anh Huy đây. Bây giờ là up story này. Đây là cột đèn mọi người ạ. Đấy, xanh rồi vàng rồi đỏ đây. Tuyệt vời là chúng mình có máy massage. Anh Sơn ơi, cảm xúc như nào ạ? Phê ạ? Phê ạ? Thế anh đứng dậy đi cho em ngồi được không? Chứ phải tôi đấm cho mấy nhạc. Đây, bây giờ chúng mình sẽ đi từng phòng nhá. Wow, rộng thật sự. Đây, nó là một căn villa gồm rất là nhiều phòng. Rộng kinh khủng. Kiểu mỗi phòng sẽ có khoảng 4 người.
Wow, buồng tắm nha, có buồng tắm riêng. À vâng ạ. Wow. Wow. À, nói chung là phòng nào thì cũng xem nhau là sẽ có một giường đôi này, một bồn tắm này, này nhà vệ sinh các kiểu. Wow, bông đấy à. Bẫy rắc gì, thế được rồi. Đấy, hôm nay channel đã bao chọn cả cái tòa nhà này. Wow. Đẹp quá. Đây anh em. Wow. View bạt ngàn. Đấy, ôi. Công ty nào mà giàu thế, bao cả cái tòa nhà này. Wow. Ôi. Wow. Bể bơi vô cực ở trên này luôn. Xịn sò thế. Ôi nhìn nó muốn nhảy xuống bơi rồi. Chỗ này mọi người có thể nghỉ ngơi. Còn đây là tầng hầm. Ôi. Bàn bia này. Hello. 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 Ơ phòng hát karaoke đâu ấy? Đây, à, ôi. Rộng quá. Wow. Ôi. Tất cả trong một phòng hát karaoke đây luôn. Wow. Đỉnh đỉnh đỉnh. Ôi tối nay chắc là bay lắc. À, anh không biết. Thôi. Nào. Úi dồi, nhìn như này á thấy không chuyên nghiệp rồi. Ôi giời ơi. Thế không vào được nữa. Bàn như nào là? Đánh bài tân nha, xem ba chén nhà mà. Năm à, kinh nhà căng ấy. Dùng anh ấy. Ôi. Ây, ôi giời ơi, siêu đông. Tôi đã bị FOMO theo những người này. Những người này. Đúng rồi, còn gì nữa. Anh là đi cà phê. Đây đây. Anh là đi cà phê không? Anh chọn là gì? Anh chọn là đi về. Đi về cái gì? Ừ. Thế thì em là đi ấy nhá, em là đi cà phê nhá. Ờ. Rồi. Anh nào vào đi, anh nào vào đi. Rồi, em bật sát đi. Đi về. Đi về. Đấy, quyết định chán chê cho FOMO nhau rồi đi về. Tao tôi về thôi. Thầy sư chui Trân Châu Hà Long không? Sư chui Trân Châu Hà Long kìa. Ở đi ăn rồi về. Ở đâu ấy anh? Ngay gần đây anh cái hàng Minh Thư chờ lóe đợt trước review ấy. Anh ăn cũng thấy nghe ok. Ăn một ba sữa chua chạy ba quãng đồng tại sữa chua Tuấn Liên Lán Bè. Nào sữa chua hạ chân chờ Hạ Long full topping nào. Ui, cherry à? Cherry à? Anh Tân thấy sao? À, đến giờ ăn tối rồi. Hôm nay chúng ta sẽ có được một vài món như là bề bề, tôm, phở quấn nào. Mọi người đã bắt đầu tới dần. Tôi đã. Bà Mâm này không uống rượu à? À, mâm mày nhạt nhẽo vậy. Không mày không thích nhưng mà tao nhìn thấy mặt mày đưa thực tập sinh thì có vẻ khác đấy. Đây, sao mâm mày em ơi. À, đây là một vài cái tối nay bọn mình sẽ ăn. Mất điện rồi. Chúng tôi lạc quan trong mọi tình huống. À, bây giờ mỗi đứa một chén nào. Ok. Ok. Rồi, mua siêu cơ bản đấy à? Anh ơi. Hết thế nào? Hết sạch. 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 Hết s
kiểm tra từng đứa một. Đấy, được đấy. Đấy. Ngon đấy. Đấy, rượu nhà tao không ngon thì anh ơi. Em. Ôi trời ơi. Ê, đoàn kéo hôm nay chết trước đấy em ơi. Ôi trời ơi. Được rồi. Nhiều lần nhưng mà không có doanh của em. Đúng rồi.